Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang tháng 6 âm lịch năm 2021 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 6 năm 2021 âm lịch của tuổi dậu chi tiết về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và cẩm nang vượng vận cho từng tuổi trong tháng. Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Xem tử vi tháng 6 năm 2021 tuổi Dậu âm lịch, xin chia buồn với người tuổi Dậu bởi tháng này đa số mọi việc xảy ra đều không được như ý muốn của bạn. Hãy giữ vững tinh thần lạc quan, sẵn sàng đối diện với khó khăn để có thể trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Dưới tác động của nguyệt lệnh Lâm Tiệt, sự nghiệp của bạn mệnh rơi vào cảnh bế tắc. Nhiều khó khăn xuất hiện và bạn luôn bối rối vì không thể tìm ra cách giải quyết ngay lập tức. Những kế hoạch đã đặt ra từ trước cũng vướng phải nhiều cản trở, bạn phải bon chen, giành giật với người khác mà kết quả chưa chắc đã được như ý muốn. Thiên cầu hung tinh còn là điểm báo có kẻ tiểu nhân gây họa, bản mệnh dễ vướng thị phi, kiện tụng. Chuyện làm ăn chưa có những dấu hiệu phát triển tích cực trong tháng 6 âm lịch này, có lẽ những cố gắng của bạn trong khoảng thời gian này vẫn chưa thể giúp bạn thu được thành quả ngay lập tức bạn hãy xác định tinh thần phải làm việc khá vất vả, phải chịu sự cạnh tranh khốc liệt từ đối tác, đồng nghiệp để có thể cố gắng hơn, chớ bỏ dở mọi việc giữa chừng. nếu bạn không ngừng vươn lên, tả phù là các tinh sẽ xuất hiện giúp bạn dần vượt qua thử thách. may mắn là dù sự nghiệp và tài lộc có nhiều dấu hiệu chứng lại thì chuyện tình cảm của bạn mệnh lại phát triển rất tốt đẹp. bạn và nửa kia luôn ở bên thấu hiểu nhau và cùng cổ vũ nhau chinh phục khó khăn, người ấy chính là động lực để bạn không chịu lùi bước với người độc thân, bạn có thể kết giao được với đối tượng triển vọng, giúp đời sống tinh thần trở nên phong phú hơn. Tử vi tháng 6 năm 2021 tuổi dậu âm lịch về phương diện sự nghiệp. Sự nghiệp của người tuổi dậu gặp phải nhiều trắc trở trong tháng 6 âm lịch này chủ yếu là do tác động của nguyệt lệnh lâm tuyệt. Nhiều khó khăn mà bạn không ngờ đến sẽ xảy ra, đòi hỏi bạn phải tốn công tốn sức để ứng phó. Thời điểm này, mọi công việc đều có dấu hiệu chững lại, thậm chí rơi vào bế tắc nếu như trước đó mọi việc vẫn còn trôi chảy thì hiện giờ những vấn đề lại liên tiếp xuất hiện khiến bạn mất thời gian để sửa chữa khắc phục tạm thời không còn thời gian để tiếp tục tiến hành kế hoạch nữa những thử thách xảy ra trong sự nghiệp là khó tránh khỏi vì vậy bạn nên suy nghĩ tích cực hơn chứ không nên nghĩ đến việc bỏ cuộc hãy coi khó khăn là một phần của cuộc sống nó sẽ giúp bạn trở thành một người mạnh mẽ và bản lĩnh hơn vì vậy đừng sợ hãi khi đứng trước các vấn đề xuất hiện trong công việc Thiên cầu hung tinh xuất hiện, khuyên bạn chớ nên nóng nảy, mâu thuẫn với đồng nghiệp hay cấp trên. Bản mệnh nên cố gắng giải quyết bất đồng một cách bình tĩnh, nhẹ nhàng, chớ nên nâng cao quan điểm của bản thân và hạ thấp ý kiến của người khác, khiến buổi trao đổi trở nên căng thẳng không cần thiết. Bạn cũng không muốn mình vướng vào họa thị phi, tranh chấp đâu đúng không? Thực chất thì tháng này người tuổi dậu cũng không phải chỉ gặp toàn những khó khăn. Bạn nên vững tên hơn nữa vào bản thân mình và cố gắng nắm bắt mọi cơ hội khẳng định bản thân với cấp trên. Tả phù là cắt tinh cho thấy bạn chỉ cần kiên định với con đường mình đã chọn, không đầu hàng trước thách thức thì dần dần, khó khăn sẽ lui bớt, bạn sẽ nhận được đánh giá cao của mọi người xung quanh, thậm chí có cơ hội được khen thưởng. Tử vi tháng 6 năm 2021 tuổi dậu âm lịch về phương diện tài lộc. Theo tử vi tháng 6 năm 2021 tuổi dậu âm lịch, bản mệnh cần phải xác định tinh thần rằng chuyện làm ăn, kinh doanh của mình dường như đang dậm chân tại chỗ trong thời gian này mọi kế hoạch bạn đặt ra đều không tiến triển được như ý muốn dưới tác động của cục diện nguyệt lệnh lâm tuyệt bản mệnh có thể phải chịu đựng sự cạnh tranh gay gắt đến từ phía đối thủ thậm chí đối phương còn chơi xấu khiến bạn tốn thêm nhiều thời gian giải quyết vấn đề bỏ lỡ thời cơ xuất hiện ngay trước mắt tuy nhiên dù có nóng này đến thế nào đi nữa bạn cũng chớ nên hành xử nông nổi tự đẩy mình vào rắc rối lớn hơn nữa thiên cầu hung tinh là dấu hiệu bạn có thể vướng vào chuyện thị phi kiện tụng nhỏ thì hao tiền tốn của lớn thì ảnh hưởng tới uy tín với người làm công ăn lương vì liên tiếp vướng phải những sự cố khó lường nên mức lương của bạn khó có thể gia tăng thậm chí việc không phải lấy tiền ra để bù đắp sai lầm có thể giữ nguyên mức lương của mình cũng đã là thành công trong thời điểm này người trẻ tuổi có thể cảm thấy lạc mất phương hướng trong thời điểm này song bạn không nên quá sốt ruột hay bi quan đây có thể là thời điểm thích hợp để bạn ngồi lại, nhìn nhận những gì đã qua và xác định lại mục tiêu cho thời gian tới. Bạn có thể tham khảo thêm ý kiến của những người đi trước đáng tin cậy, chắc hẳn bạn sẽ nhận được nhiều lời gợi ý hữu ích. Tử vi tháng 6 năm 2021 tuổi dậu âm lịch về phương diện tình duyên. Trái ngược với những bế tắc trong sự nghiệp và tài lộc thì đường tình duyên của người tuổi dậu lại hanh thông bất ngờ, ngũ hành tương sinh đem lại những tác động tích cực cho bạn bất kể là bạn đã tìm được nửa kia hay vẫn còn lẻ bóng với người độc thân bạn nhận được sự quan tâm chăm sóc của một đối tượng nào đó nếu người đó thật lòng yêu mến bạn thì đây có thể là cơ hội giúp bạn nhận ra tấm lòng của đối phương và trân trọng đối phương hơn bạn có thể cho người ấy một cơ hội để hai người có thể hiểu và tiến gần lại với nhau hơn một số người được bạn bè người thân giới thiệu cho đối tượng khá triển vọng bạn nên giữ thái độ tích cực, cởi mở khi trò chuyện với mọi người như vậy thì bạn sẽ nhận ra được cái hay của đối phương, mở ra một cơ hội mới trong chuyện tình cảm. với những ai đã có đôi có cặp thì bạn quan tâm và chăm sóc bạn đời của mình chu đáo hơn trước nhờ vậy mà tình cảm đôi bên nhanh chóng được hâm nóng và cải thiện. nhiều khi chỉ cần những hành động rất nhỏ, chẳng cần đau to búa lớn gì, hai người cũng có thể cảm nhận được tình cảm đối phương dành cho mình. Nếu gặp phải vấn đề gì trong sự nghiệp, bạn đừng nên giấu trong lòng mà hãy tâm sự với người ấy, tin rằng đối phương luôn rất sẵn lòng lắng nghe bạn, cùng bạn thảo luận để đưa ra cách giải quyết phù hợp nhất cho mọi việc. Tử vi tháng 6 năm 2021 tuổi Dậu âm lịch về phương diện sức khỏe. Trước nhiều ảnh hưởng tiêu cực của sự nghiệp và tài lộc thì sức khỏe của người tuổi Dậu cũng khó mà lạc quan bạn thường phải làm việc vất vả lại thêm suy nghĩ lo lắng quá nhiều điều nên cơ thể dễ ở vào trạng thái mệt mỏi sức khỏe suy giảm dễ mắc các căn bệnh vặt dù nhiều rắc rối có xảy đến bạn cũng không nên suy nghĩ tiêu cực đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mình bạn nên học cách nhìn nhận vấn đề trên nhiều phương diện khác nhau nhìn ra mặt tốt của sự việc để có thể lạc quan hơn không đầu hàng trước khó khăn bên cạnh đó dù công việc có bận rộn đến mấy bạn cũng nên sắp xếp thời gian nghỉ ngơi để lấy lại sức lực đừng bắt cơ thể làm việc quá độ, khiến mệt mỏi kéo dài hoặc bệnh tật trở nặng. Bạn cũng nên cho mọi người xung quanh cơ hội được gánh vác khó khăn của mình, chớ nên ôm tất cả mọi việc vào người. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi dậu. 1. Đinh dậu, thuộc mệnh hòa, nam thổ tú, nữ vân hán. Khẩu quyết, sự nghiệp bế tắc, tinh thần mệt mỏi, nhiều rắc rối xảy đến. Quý nhân, mão, tuất. Tiểu nhân, dậu, thìn. Màu sắc may mắn, hồng, đỏ hai kỷ dậu thuộc mệnh thổ nam thái âm nữ thái bạch khẩu quyết chuyện làm ăn kinh doanh dậm chân tại chỗ đối diện với sự cạnh tranh khốc liệt quý nhân mão tuất tiểu nhân ngọ thìn màu sắc may mắn vàng hồng ba tân dậu thuộc mệnh mộc nam thái dương nữ thổ tú khẩu quyết bình tĩnh giải quyết rắc rối chớ nên nóng nảy vướng vào thị phi quý nhân hợi tỵ tiểu nhân mão tý màu sắc may mắn, tím, trắng. 4. Quý dậu thuộc mệnh kim, nam thổ tú, nữ vân hán. Khẩu quyết, vợ chồng quan tâm và yêu thương nhau, biết giúp đỡ nhau trong công việc. Quý nhân, thân, tuất. Tiểu nhân, mùi, ngọ. Màu sắc may mắn, tím, hồng. 5. Ất dậu thuộc mệnh thủy, nam thái âm, nữ thái bạch. Khẩu quyết, nên kiên trì trong mọi việc, chớ vội bỏ giờ giữa chừng. Quý nhân, tị, tí. Tiểu nhân, sửu thìn. Màu sắc may mắn đen vàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.